đâu có cái chuyện mà ông Trâm bị oan ức bữa nay có ông mẹ gì á, hồi hai người có one night stand dating hồi đó ông thưa cho đã, đợi tới 70-80 tuổi rồi bây giờ ra thưa, bộ muốn dựng chuyện lên nói thì nói, bây giờ ông thưa ngược lại kìa, thì bữa nay ông đưa ngược lại đó. Nghe là sau lưng mày cứ ra mày làm đi, miễn mày lên báo chí là có không có. Thì đấy như là bôi nhọ đó. Quỷ mà đâu có sợ gì đâu. Chú Phụ cũng vậy. Ví dụ chú Phụ có những đứa nào có duyên lớn, căn cơ lớn, gọi là hộ pháp, chú Phụ cũng thân. Nhưng mà chú Phụ chưa bao giờ đi một chiếc xe một người với một người. Đứa nào trong nhóm đệ tử gần chú Phụ á, là phải ít nhất phải nhảy theo ba người để làm chứng, phải không? À, giống như cái nhà phở hao chú có nói trước, ở trên ba đứa mới vô ở, một đứa thôi không bao giờ chấp nhận, cho nên không ai mà khó lắm. Cộng sản nó có gài vô đây nó làm gì á cũng không phải dễ, nhưng mà mình cố gắng, những đệ tử lớn tuổi như con phải bảo vệ cái thiên tâm của mình, nó ghê lắm con, nó xuyên tạc. Bây giờ chú chưa trứng rồng chưa nở thì nó chưa có lấy hết, nhưng mà mình là thiệt là thiệt. Nhưng mà người vô minh á, bởi vì bữa mấy vị nói tất cả các đệ tử của chú á là mấy vị kiểm soát từ đứa, những đứa nào cũng là tốt hết. Cái mấy vị còn nói thêm câu là nhân á, nhớ nhân không, nhưng mà nó ngu, nó nghe lời người ác sau lưng. Đối với quỷ nó không có tin thần thánh trời Phật, nó chỉ tin cái gì mà đạt được mục đích trước mắt, con hiểu không? Nó làm đủ trò hết á, mấy con phải có cách. Sư phụ nhiều lúc tế nhị sư phụ nói với mình là sư phụ là người gì thì mới có ngày hôm nay, mình mới có duyên vậy, mình mới có núi như vậy. Nhưng mà họ không có tin trời đất thì chuyện của họ, đứa nào giả đứa nào thật sư phụ biết chứ. Có những lúc bề trên cho những người giả theo để cho họ biết là sư phụ thiệt, để báo cáo vậy để cho nó dễ có cái sự mà là cái mối hàng nó dễ dính, phải không? Ví dụ giờ con hàng chì hai cái mối hàng, hai bên đây nó phải nóng nóng thì con mới hàng được, còn bên nóng bên lạnh nó con bỏ cái mối chì vô không có dính, thì bề trên biết hết. Những đứa nữ mà này nọ ngưỡng mộ sư phụ rồi có cảm tình gì riêng gì đó thì nên dùng cái đó để mà thương chị em của mình, họ thiên, phát triển họ thiên về trời. Đừng có để người xấu ngoài họ lợi dụng, họ xuyên tạc. Tôi chỉ nhắc nhở thôi, mình chưa có, đúng không? Tại vì nó muốn xuyên tạc như kiểu mấy con biết, kiểu nào nó cũng xuyên tạc được. Nhưng mà xuyên tạc rồi là con biết địa ngục vô môn mà hữu khách tạm, cái đó là mất hồn mất xác á. Chị cười. Ở gì xưa đức thầy cũng bị, phải không? Thầy nào cũng có. Tại tiếng xe nó rồ rồ quá. Nói sao? Sư phụ có nói là nếu mà mình giữ được giới số 1, giới 12 thì sau này sẽ được làm thánh. Còn nếu mà mình có cái công thức nào, ví dụ mình giữ được hơn từ 5 giới trở lên thì được làm gì? Cao hơn nữa là những cõi vô sắc giới, tuổi thọ trên đó cao hơn,
Nghĩa là con giữ được nhiều giới thì con về chỉnh lâu hơn. Mới trở xuống giống như mình có cái Big Seven. Mình có mình ở trên trời lâu hơn. Mình lên cao nữa thì những cái cõi vô sắc giới nó không có nam không có nữ, nó không có yêu đương nữa. Còn những cõi số 6 trở xuống á vẫn còn vợ chồng, vẫn còn yêu đương. Càng cao chừng nào á mình không còn cái thân người nữa, mình chỉ còn màu sắc thôi, vô vi thôi. Lúc đó giống như mẹ với cha với Phật. Nhưng mà lúc đó đó mình có thể transform. Ở trên đó càng tu càng cao, giữ giới nhiều á thì cái dimension của mình á, hiện giờ mình đang loài người là two dimension. Một, hai chiều, không gian hai chiều. Lên tới những vị thần là ba chiều, bốn chiều. Mà lên cao cao nữa mà nó từ chiều số 1 cho tới số 64. Là hàng tới 64 là rất là cao, là những gì Phật, cha, mẹ rồi đó. 64 có thể transform ra đủ hình thù trên thế gian này hết. Và mấy những vị mà lớn chừng nào á là họ gọi là không còn chết nữa. Không có chết, Phật đâu có chết. Trừ khi là Phật muốn theo xuống thế gian để mà làm cái thân người để mà cứu nhân loại thôi. Sư phụ cũng đâu có chết, sư phụ cũng đã từng là ở trên đó rồi. Chỉ ngồi đây là cái xác này, ví dụ nó có già thì nó chết một cái cọng tóc của sư phụ thôi, là một cái chiếc thân thôi mà. Còn cái thật sự mà sư phụ vẫn còn ở trên kia. Còn những cái chư thiên giữ số 1, số 5 thì con là một cái chân linh, một cái chân thần. Con chết là con chết. Con không có được chiếc thân, con không có làm được như kiểu sư phụ làm. Con không có biến hóa được, cũng giống như con chỉ có một tìm neo, con không phải là distribution toàn thế giới. Đó. Một là một. Nó khác nhau nhiều lắm. Vậy mình phải giữ được bao nhiêu giới luật thì mới vô được khỏi sắc giới? 12 giới đó. 12 giới đó là thành Phật, là về chánh. Nhưng mà muốn mà đạt được những cái cao siêu nữa đó là phải đi sâu vô, phải nhập thất. Nhập thất có nghĩa là gì? Nhập thất có nghĩa là ok, giống như vô cái container này ở đi, một cái chuồng cọp vậy đó, chịu nóng cực khổ. Mình nhịn được cái gì mà khó chịu nhất mà nhân loại nhịn không được để mình ép sát. Rồi mình có nguyên tắc, đúng 12 giờ tôi mới được ăn cơm, 8 giờ là tới 8 giờ rưỡi tôi được đi nhà vệ sinh, chứ tôi những cái giờ khác tôi không được đi. Cái nghĩa là mình làm những cái quy tắc thì mình nhập thất. Thì từ đó cái mai của mình á, mình mục đích mình huấn luyện cái đầu óc, cái thần hồn của mình đó, nó mạnh, nó vững thì đó là con được lên. Ở thế gian này con huấn luyện được cái thần hồn mạnh chừng nào á là bằng nhiều đủ cách hết. Giống như con đi shopping. Giờ con lái xe ngoài freeway, một thằng mới nó không có tu tập, nó cứ thích qua mặt rồi nó thích bấm còi. Còn người mà có tu tập lúc nào người ta xin nhanh mình cũng nhịn, cũng là một cái lối tu. Mình đi sắp hàng 2 tiếng đồng hồ mình không cảm thấy lâu. Còn có người vừa bước vô là cứ lụp chụp ngó. Có người vô nhà hàng lô là muốn người ta đưa thực đơn liền. Thì cái đó đâu có tu. Tu là phải nhẫn nại bất cứ thời điểm nào, bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ nơi đâu, ở đâu. Mà tu mà cho siêu nữa mà kiểu như mấy ông thầy á, là phải ăn chay trường, rồi phải ngồi trong đó nhập thất, rồi phải kêu một người nào ở ngoài á, đúng giờ đưa cơm cho mình. Trong đó là không có điện thoại, không có iPad. Nghĩa là mình isolate mình để mình tập cho cái tinh thần của mình nó vững như là sừng tê giác vậy đó. Thì lúc đó mình lên cao thành Phật. Còn dưới này á, mà mình cứ cà lơ mà nội mà sư phụ kêu đọc số 12 thôi, có đứa bữa đọc, có đứa bữa không đọc nữa. Thì chỉ là thành tiên thôi, về chảnh đi, rồi sư phụ bắt đầu cho tu tiếp ở chảnh. Còn muốn mà đi một shot một á, là con sau này sư phụ sẽ làm một cái trường đại học của họ Thiên. Trong đó có những cái mà sư phụ sẽ đặt ra khó dễ, cái khó nhất á. Là những vị sẽ giống như những thầy đại tạng vậy đó, những hòa thượng lớn vậy đó, là gọi là mở ngũ nhãn lục thông, tức là chỉ có vô ngồi thiền thôi,
rồi ăn uống ăn chay vậy đó, rồi mà rồi bắt đầu mới dùng cái thần thông của mình dạy lại cho những cái lớp thấp. Thì sau này hồi thiên chúng ta sẽ có một cái đại học thiên tâm để mà đào tạo, để mà lưu truyền thế gian này. Nó khác hơn bên Phật một chút. Còn bên nào, thí dụ từ lớp 1 tới lớp 12 tới lên thêm 4-5 năm nữa. Còn những cái người mà ít nhiều mà qua được 12 lớp của thiên tâm, ít nhiều cũng sẽ ra giữ, nắm giữ chính quyền lãnh đạo, thì cũng không có làm một cái quốc gia tan tác. Còn nếu mà đi sâu nữa thì thành Phật luôn, hoặc là đi làm giảng sư khắp thế giới. Trong đó họ sẽ đặt ra tiếng Mỹ, tiếng đủ thứ hết. Thế là một là khi vô trường thiên tâm là một nhà lãnh đạo cao siêu nhất thế gian này. Hai là một nhà giáo sư giỏi nhất của tất cả các giáo sư, dạy lợi cho tất cả các giáo sư. Ba là thành thần, thành thánh, thành Bồ Phật. Đó là trường thiên tâm trong tương lai là vậy. Nhưng mà thường phải có một cái gì thường mới làm được cái hệ thống đó. Thường có cách. Cái gì có chỉ rồi. Thế gian này chưa có. Nhưng mà con người chúng ta mang thân phàm phải học đúng không? Chứ không phải vô cà lơ vô chùa. Đó, bữa nay ngày mai mình bác quan trai nha, bảy nấu 700 phần ăn cho mình nha. Cứ nghe cái Phật tử khoái, có ăn là chạy vô. Thọ bác quan trai. Ô, ngày mai mình có khóa lại sám hối nha, bảy nấu 1000 phần ăn. Cứ như thế gọi là tu à? Không phải, gọi là náo nhiệt. Tu náo nhiệt. Nó phải có trình độ, có cái tầng, có cấp đàng hoàng. Khi mà thiên tâm mình gọi là giống như trường West Point của Mỹ đi, hay là Harvard của Mỹ gì đó, nó sẽ đào tạo ra những nhà lãnh đạo lỗi lạc ở địa cầu này. Tại vì khi cái tâm của họ không còn làm việc cho cá nhân nữa, mà làm việc cho một cái đại đồng, thầy của tất cả các vị thầy, tướng của tất cả các vị tướng, thần của tất cả các vị thần, Bồ Tát của Bồ Tát, gọi là thánh phàm đồng cư địa là gì? Tức là xuống đây những vị Bồ Tát cũng tái sanh xuống, vô trong trường nó học một khóa qua để mà thành Phật luôn. Tại trên trời không có trường đó. Tại trên trời đâu có đói bụng, đâu có ai đút cơm vô để mình nhập thất. Còn trong này những cái khóa đó đó, nó phải rất là khổ hạnh. Mà tùy theo cái căn cơ của mỗi người nha. Còn người nào muốn thành tướng thì thành tướng, cũng ra trường từ đó. Thành thần cũng ra trường từ đó. Thành Phật cũng ra trường từ đó. Thành tiên cũng ra trường từ đó. Rồi Tam Đại Tạng Kinh mình sẽ dịch ra bằng tiếng Mỹ. Tại vì mình có cha mẹ kêu đạo thiên á, là phải học Tam Đại Tạng Kinh. Những đứa họ thiên không có hiểu chữ Tam Đại Tạng Kinh là gì. Tam Đại Tạng Kinh hả con? Chứ học một trang thôi con thành Phật rồi. Con không có giờ con đọc hết đâu. Sư phụ có trong hãng đây này, sư phụ con chưa đọc hết nữa. Nói mà đọc một khúc Phật mà ở chỗ mà cội Sa La mà nằm chết thôi. Mà cứ 2-3 năm mà còn quên sao. Thì giờ có cái ông mà đệ tử mà của Phật mà cho Phật ăn nấm độc chết á. Lúc cứ quên tới quên tên lui, tại tên Ấn Độ khó nhớ lắm. Mình chỉ nhớ phong phỏng vậy thôi, mà con đâu có phải dễ nhớ tên người Ấn Độ đâu. Thì mình có Tam Đại Tạng Kinh, chứ không phải là mình chỉ có cuốn kinh thiên tâm vậy đâu nghe con. Đó là chỉ là mỗi ngày giống như là cơm nước tương thôi, còn mình có quá trời luôn á. Nhưng mà cái đạo thiên tâm á, mới có phát triển, mới có ra lò, thì nó chưa có gọi là cái gì để mà sáng hết, để cho người ta hiểu hết. Tại vì một mình sư phụ không có vận động mê quỷ, sư phụ cũng bị hết cả tăng ni mấy vị thầy tẩy chay sư phụ và nói là để mà mấy vị ổng giữ cái sự cúng dường của Phật tử đó. Ổng ở dưới núi đâu có ưa sư phụ đâu. Cho nên hiện giờ sư phụ là hầu như là tác bời thọ địch nhiều hơn là để phát triển cái đạo trong lúc này nè. Tại cái đạo nó mới ra, nó như một cái hạt giống nằm dưới đất, biết bao nhiêu người đạp lên nó. Mà lúc cái hạt giống này phải thảy ra nhằm lúc mùa mưa nó nghe, mà mùa hè nữa nó còn chết nữa.
mà khi nó mọc lên rồi á, rồi á, bao nhiêu chuyện có thể làm cho cái hạt giống không có nảy mầm, là trong nhóm đệ tử có thể những cái chuyện không hay bị xuyên tạc nữa, rồi bị kẻ thù nữa, rồi bị con này con kia nó cắn nó ăn mộng nữa. Thì con nghĩ là cái đạo thiên tâm mình nó như vậy đó, nó bị quá trời luôn, tám bời thọ địch, một mình sư phụ tự phải lo phải quyến xuyến, rồi còn phải làm cho mấy đệ tử có mạnh khỏe sức khỏe để mà tiếp tục, rồi phải lo người ở lại đây để mà giữ cái núi này khi sư phụ đi làm công chuyện chỗ khác, nó có mấy cái đó nữa. Con giữ được hai giới là good rồi, số 1 là giữ được đúng không, rồi giữ được cái giới số 12, 12 giới đó nào thuộc không? Xí xó không sao hết, chỉ cần mình đừng có giải đãi, mình đừng có sao lãng. Sư phụ thấy trong đời sư phụ á, từ lúc mở chùa 2007-2008, bạn đạo hồi xưa tu giỏi lắm, hỏi 7 người gần đây, bây giờ những người đó bây giờ ra đời hết rồi, họ không có chịu theo xa vậy, họ cũng là hiền mà họ cũng ăn mặn hết, không có còn ăn chay nữa. Những Phật tử mà thời lớp đầu á, đợt đầu á, còn những cái lớp mà sau này bao nhiêu năm chùa Phim Anh sư phụ ít xuống, nó cũng những cái tùy theo cái lớp. Rồi con đường tu của mình nó cũng y như là con đi một cuộc hành trình lên đỉnh núi mình vậy đó. Hồi bữa có đứa lên tuốt trên đỉnh núi được đúng không, có đứa đi không tới, rồi có đứa đem theo có chai nước thôi mà cũng mang không nổi, còn dục giữa đường nữa, nhớ không? À, không phải dễ đâu con. Là cuộc đời tu hành của Thọ Thiên nó là như vậy. Huống hồ chi á, mai mốt chú phụ không còn ngồi đây nhiều để gặp gỡ mấy đệ tử. Thế đây nội bộ sẽ xảy ra biết nhiêu chuyện. Đa số là phụ nữ, là bên đạo Phật là 350 giới ha. Thiên tâm mình có 12 giới dễ ập, nó chỉ dễ chứ không phải dễ. Có cái giới mà không sợ già đó, mà nội là mỗi ngày thấy ngăn ở phạm giới đó nó rồi, tối ngày nó che mặt nó sợ nắng. Tao không sợ già nhưng mà nó cũng che mặt đó, sợ nám á. Chẳng trời chứ, ok. Không sợ già, không sợ nghèo, không sợ bệnh. Không sợ nghèo là mấy con không sợ rồi đúng không? À, mình biết con đường của mình đi sẽ về gặp về cha mẹ trên trời sướng hơn. Dưới này tôi cũng đâu mang theo được cái gì. Là không sợ, coi nè. Sợ nghèo, xong không sợ già, không sợ bệnh. Bệnh nó thật sự mình cũng không control được. Đến khi bác sĩ nó khám ra, nó ra thôi. Bởi vì mỗi lần mà con đi khám tổng quát về nhà rung, không biết cái kết quả như thế nào, đúng không? À, bữa nào nhìn thấy kết quả rất là mừng. Bữa đó phải mấy con phải dẫn gia đình đi ăn tối. Còn mà khám ra mà rồi xong thấy có gì lạ lạ đó, máu gì lạ đó, ung thư độc hay lành gì mình không biết. Trong hãng sư phụ làm nhiều lúc có chị kia hồi xưa đang làm mỗi ngày, gặp nhau mỗi ngày nói chuyện sư phụ, tự nhiên đau đáo cổ giống như bị con ong chích gì đó, cũng không có gì sưng nữa, cái đi khám ra, khám ra cái về khóc hụ hụ, đó là bị ung thư. À, ung thư mà lúc đó cũng chưa biết là ung thư độc hay là ung thư lành nữa nha. Bắt đầu phải đi tiếp tục
mà cứ thế mà ngày nào mặt cũng méo không, mà cái mà trước đó một ngày là cười nha, không đầy 3 tháng tôi hộ tiễn ra ngay cái đường Mifitas chỗ Scott hiện giờ đang trốn đó. The first day cho tới ngày mà sư phụ mà đi đám ma là 3 tháng đó con. Mà là đầu tiên nó y như là ông chích thôi. Ô nhầm gì ông chích du mà. Không phải, tôi uống thuốc gì của ông á. Nhưng mà không biết đi làm sao không biết. Mà tới cuối cùng rồi 3 tháng đi luôn, ra nghĩa địa luôn. Mà khi nó khởi ra nó rất là bình thường. Chuyện rất là nhẹ nhàng. Cách đây 8 tầng đúng không? Khoảng 8 tầng hả? Tức là chị Trang là vợ ông, bà chị dâu á. À. Hồi năm ngoái. Bà cứ đau đau ở bụng. Cái đi bác sĩ Việt Nam. Cứ cho thuốc ô không nhầm gì đâu, nhiều khi tiêu quá rồi ăn không tiêu rồi đau đau. Cái mỗi lần đi vậy bà cứ cho thuốc không à. Đến lúc mà bà chịu đau không nổi á, bà đi vô emergency của nhà thương á. Thì lúc đó mới scan ra. Thì bà bị colon cancer thứ tư rồi. Mà bác sĩ Việt Nam mình là cứ cho uống thuốc không à, cứ đau không à. Cái sức con người mình á, nó mạnh lắm. Nó kháng lại cái bệnh tật rất là mạnh. Mà khi nào mình sụm rồi thì mình sụm. Cho nên mấy con đừng có nghĩ cái đau chút chút là nó không quan trọng nha. Đến lúc mà xong rồi cái bây giờ thưa bà bác sĩ đó sao thưa. Ông Thịnh bữa giờ không tính thưa đó. Vợ ông chết. Từ lúc mà ấy rồi đi về Việt Nam để mà từ giã gia đình rồi á. Lên máy bay không nổi, nhà thương Việt Nam nói mày không có cứu nổi. Sư phụ mới lên trên này khấn. Với hai đứa con cũng còn nghiệm đứa 15, đứa 16 hay gì đó. 18. Với ông bố với bà già. Kỳ đó khấn không biết có đứa nào khấn chung không. Thì nhờ tha lực mấy vị để mà mang qua. Mang qua mấy vị nói là nhờ phước của sư phụ khất. Bà sẽ sống được qua cái Tết Việt Nam. Tết Việt Nam bữa hổm. Thì Trang vừa tức là mang được qua Mỹ là mừng rồi. Tại vì lên máy bay không nổi. Thì qua Tết Việt Nam thì đi. Đi rồi á, thì mấy câu chuyện mà sư bữa giờ kể đó. Thì cái chân linh của bà hiện về cũng ngượng gái, cũng cỡ 18 tuổi, rất là đẹp. Lúc đầu thì không có biết tu, cũng không có tin sư phụ nữa. Sau đó là cảm ơn, rồi này nọ, rồi cứ tới lui lui nói. Thì bây giờ thì cũng được đi về rồi, về trên rồi. Đó là nhà ông bố, nhà sư phụ rồi á. Thì nhà, như trẻ phe giùm vậy. Để chọt chùm đi về. Bây giờ bả về. Đó thì mà ngày mà phát hiện ra cái bệnh tới ngày chết. Hình như chưa đầy 8 tháng năm vậy. Ghê không? Ung thư ruột á. Mà nó đau á nghe. Mà không biết đau kiểu nào mà. Đến khi mà táo quả rồi á, là xong. Trở lại cái chuyện mà 12 giới của mình. Đó là gì? Sống. Mà không có chịu giữ giới 12, không có đọc kinh. Tại cuốn kinh của mẹ chế ra cho mình đọc thiên tâm, trong đó có lại 36 lại sám hối đúng không? Cái đó cực kỳ quan trọng. Ở ngoài kia Phật tử có đi chùa mà gọi là chùa tốt á, không phải là chùa cà gù cà gật hay là thầy sư quốc danh nha, là một năm cũng không có đủ, không bằng phước đọc một thời kinh của thiên tâm nữa. Thì nó thật luôn á. Là trong đó mấy con những cái bài sám hối mà những cái chữ trong đó đó là mấy vị chứng những cái lời trong đó. Con lại dùm cho mấy vị trên cõi trời. Tại trên trời á là mấy vị Bồ Tát còn mình lại sám hối dùm cho mấy vị. Mấy vị có cảm lòng không? Ở trong cuốn kinh Phật giáo chùa đâu có cái đó đâu. Không phải là tầm thường nữa đó. Thì con lại dùm cho 24 anh chị em của sư phụ với hết hoàng tử thái tử của dưới Long Cung nữa. Thì làm sao anh em của sư phụ với mấy chị của sư phụ mà không cảm động được. Kinh thiên tâm hay lắm á. Gán giữ 12.
Già không sợ bệnh. Mà thấy con bệnh cái mặt con buồn hiu. Không bệnh cái mặt cười tối ngày nhỏ. Nhưng mà giờ lúc ở nhà nó mới bệnh á. Phải lên đây đọc kinh lại nữa, nó không có bệnh. Nhiều lúc mình sợ ra đường là bệnh, nhưng mà thật sự lên núi nó không bệnh. Để sư phụ nói là có thiệt, chứ không phải sư phụ nói để mà không có. Chứ không có cần thiết phải nói tốt gì cái núi này nữa, nó làm sao làm vậy. Con thấy ông học không? Qua mấy mùa Covid, ổng như con trâu giữa đồng vậy. Ổng có bệnh gì không? Mấy gì độ ổng đó. Con thấy ông già không? Trước khi sư phụ mua núi năm 24 trâu ổng bệnh á, mưa lăn với bà già trở về vô nhà thương tối ngày. Bây giờ thấy ông mạnh như con trâu không? Không đầu bạc á. Cái này có chư vị gia hộ mình. Mình bệnh chút chút á, mấy vị phủi cá lỡ rồi. Sư phụ không có bệnh nha. Không phải là tự không biết lý do gì. Có thể sư phụ ngày nào cũng lại sám hối yết, lại cha lại mẹ tối nha. Cháu ơi, cho con làm 50% lợi cho rồi. Chứ trần này nóng nực với allergy quá. Con làm phân nửa rồi, còn phân nửa cho con làm xong luôn. Cái này với mấy cái mùa hè hồi lúc trước Cali không có mưa đó. Đó, nóng chịu không có nổi mà phải lên núi đổ xi măng đó. Hồi xưa những cái năm năm mà trước mưa.